bản của mình nó sẽ có lợi. Hôm nay thấy quý Phật tử, mấy con được thiên nhiên mà thầy về đây này, thì con mà thầy dưới mình cái tâm thì ao á, ao ước tu thành Phật. Thứ nhất là thiền định. Nhưng chúng ta không biết là mà dạy thiền định bằng cách nào. Vậy mà nói thiền định thì ai cũng ham. Do đó thì hôm nay thì nói cách thức tu thiền định của Đức Phật mà dạy. Đức Phật dùng một cái danh từ rất là cụ thể cho một cái pháp môn tu thiền định của mình. Thì Đức Phật nói định tư cụ, cái dụng cụ để mình tu thiền định. Vậy thì định của Phật có cái dụng cụ tu như thế nào mà Đức Phật lại nói như vậy? Thì chúng ta đọc lại tính cách của Phật thì định tư cụ, cái dụng cụ để mà tu thiền định thì nó không phải là cái pháp môn nào khác hơn là cái pháp môn tứ tính cần. Bốn cái điều mình cần phải tu tập, tức là điều thứ nhất là ngăn ác, điều thứ hai là diệt ác, điều thứ ba là sanh thiện, điều thứ tư là tăng thượng thiện. Ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng thượng thiện, đó là tu thiền định. Ngài cái tâm mình nó có một cái niệm ác và một cái niệm thiện. Khi mà cái niệm thiện thì mình tăng trưởng nó lên, còn cái niệm ác thì mình ngăn không được, mình phải cố gắng mình diệt. Thì Phật dạy mình nó có những cái phương pháp để mình ngăn gì diệt. Ví dụ như bây giờ trong tâm của mình nó khởi lên một cái niệm, niệm đó mình chưa biết nó là thiện hay ác, cho nên Đức Phật dạy mình chọn lựa coi, tiêu tư cho cái niệm đó nó có lợi hay là có hại. Mà nếu nó hại tức là nó ác pháp, mà nó có lợi thì nó là thiện pháp. Cho nên Đức Phật dạy cái bài mà chính sâm tâm, mình coi cái đó là tâm thiện hay là tâm ác. Mà nếu nó tâm ác thì nó hại mình, nó hại người, nó làm mình khổ, nó làm mình khổ. Cái niệm đó mình cần phải diệt. Diệt thì mình phải quán tư duy diệt. Vậy thì quán tư duy diệt thì Đức Phật có dạy cho mình một cái bài kinh nữa, tức là cái bài kinh an trú tâm, an trú trong tâm thiện. Bây giờ cái tâm, tức là cái suy tư, cái niệm nó khởi ra, đó là cái tâm đó, thì nó là tâm ác rồi. Bây giờ mình an trú tâm thiện thì mình phải tác ý một cái tướng khác của một cái tướng đó, cái niệm đó. Ví dụ như tâm mình nó khởi, nó sân, tức giận rồi đó, mình biết nó rất là cái ác, cái tâm ác rồi. Bây giờ mình tác ý một cái tướng khác cái tâm đó, thì bây giờ cái tâm mình đang sân thì mình chưa tác ý, cái tâm không có sân. Nó tác ý một tướng khác mà nó không sân rồi, cho nên vì vậy mà nó diệt cái tâm nó đi, nó làm cho cái tâm sân rồi. Còn mình khởi tham, ví dụ giờ này không phải giờ ăn mà nó muốn ăn, nó thèm ăn, thì mình biết nó tham rồi, mình tác ý một cái tướng khác cái tướng nào. Ví dụ giờ này không phải giờ mày ăn, mày không được tham ăn, do đó nó dừng lại được, phải không? Các con thấy Đức Phật dạy mình cái pháp tu thiền định nó đơn giản lắm, gì cứ ngăn trong lòng của mình, nó không cho cái ác pháp, nó làm cho mình sống đúng những cái hạnh, từ cái hạnh ăn cho đến khi mà cái từ cái quay như thế hạnh đi đứng. Khi mình đi vội vàng nó không đúng tính cách, cái quan nghi của mình biết đây là sai, là nó là ác pháp rồi, nó vội vàng là nó ác pháp rồi, cho nên mình nhắc lại đi nó không thả, không được vội vàng. Ngay đó là mình dừng lại liền, tức là tác ý một cái tướng khác của một cái tướng đó, thì nó làm cho mình trở về dưới cái trạng thái thanh thản an lạc và vô sự. Cho nên vì vậy mà Đức Phật dạy an trú tâm, an trú tâm nghĩa là an trú ở trong cái tâm thiện, mình giữ cái tâm ác đi thì nó đem lại cái cuộc sống mình vậy. Cho nên vì vậy mà ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện là cái phương pháp để mình tu thiền định. Để phương pháp tu thiền định như vậy, cái thiền định nó là ở đâu? Là ở chỗ cái tâm không tham sân si. Bởi vì mình tác ý ra nó không còn cái chướng ngại pháp ở trong tâm của mình nữa, nó không còn ác pháp nữa, thì ngay đó là thiền định, chứ đâu phải mà mình ngồi thiền mà nó hết dục tưởng mà nó định đâu. Đức Phật đâu có biểu diệt hết cái dục tưởng của mình đâu. Cho nên Đức Phật bảo mình tăng trưởng thiện mà, cho nên mình còn sống trong thiện mà. Người ta đem nói là một cái lời nói làm cho mình vui, người khác vui, thì cái đó là mình chấp nhận, chứ sao lại mình diệt nó. Rồi bây giờ trong tâm mình nó khởi trong cái niệm, mà cái niệm đó nó làm cho người khác được hạnh phúc, được lợi lạc, nó làm cho mình được an vui, thì mình diệt nó làm chi? Mình là con người chứ đâu phải mình diệt để mình trở thành cây đá sao? Cái định của đạo Phật nó có tập có tướng. Cho nên các con nghe trong cái thiền định của Phật nói, nhập sơ thiền do ly dục sân nghĩ lạc có tập có tướng. Tức mình còn sống như một người bình thường, có sự suy nghĩ, có sự tác ý rõ ràng, nhưng mà tâm tứ đó hoàn toàn là tâm tứ thiện, cho nên nó hoàn toàn nó đâu có lậu hoặc, nó đâu có đau khổ đâu, cho nên nó vậy có, nó sống như bình thường như mọi người, nhưng tâm nó bất động, người ta chửi nó không giận, khen nó không mừng, phải không? Như do như vậy đó mới thấy được cái thiền định của Phật nó thật sự nó hữu ích, nó lợi ích thiết thực. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói
chư ác mà tác chúng thiện cũng hành, tự tịnh kỷ. Tự tịnh kỷ, tự nó thanh tịnh, nó là định. Cho nên Đức Phật nói khi mà tâm mình nó thanh tịnh rồi thì nó định vào cái thân của nó. Nó định vào cái thân nó là định cái gì? Cái thân mình ngồi bất động như thế này thì nó sẽ có cái động của nó trong này, là nó thở ra thứ vô gì. Cho nên nó khi nó định thì nó phải định trên hơi thở. Vì vậy mà tâm tinh Phật dạy mình tu cái pháp sức tức nhập tức đó, thì Đức Phật gọi nó là định nghĩa hơi thở. Cái tâm mình nó định lên cái hơi thở, chứ không phải mình lấy cái hơi thở mình quán ra để tắt của cái tâm mình định. Đó là cái thứ tu theo đạo mình như vậy. Cho nên chúng ta thấy hàng ngày mình ngăn ác thiện ác, đó là mình tu thiền định đó. Mà tâm mình hết ác pháp rồi, hoàn toàn thiện, thì đâu có nghĩa là mình dính ở trong thiện. Bởi vì không còn ác pháp thì nó thiện, nó toàn thiện rồi, nó không dính mắc cái thiện nữa. Cho nên hoàn toàn coi như là không thiện. Không thiện mà thiện. Bởi vì mình còn tầm tứ chứ đâu phải mình không ngơ đâu. Cho nên mình hoàn toàn mình có trí tuệ, cái tri kiến của mình nó có. Cho nên mình biết rất rõ, rất rõ là đang mình sống trong thiện, không còn ác nữa. Và như vậy rõ ràng là mình đã chủ động được cái sự sống của mình hoàn toàn bất động tâm trước đi, trước cả ác pháp và các tập hồn. Cho nên trong đạo Phật còn có một cái định gọi là bất động tâm định. Cái định đó mình sống mà tâm mình thanh thản an lạc vô sự, các ác pháp đến nó không làm động mình, các cảm thọ trong thân nó cũng không làm dao động mình, mình không sợ hãi không gì hết. Đó là mình đã nhập về cái bất động. Mà bất động tâm định thì nó là vô tướng tâm định. Mà vô tướng tâm định, tại sao nói vô tướng? Nó vô tướng, nó có ba cái tướng của nó. Cái tướng dục lậu, cái tướng hữu lậu và cái tướng vô minh lậu. Ba cái tướng này nó không có, cho nên gọi nó vô tướng tâm định. Vì vậy mà khi mà mình được cái tâm thanh thản an lạc vô sự, ví dụ đi ác pháp xong, thì đương nhiên nó là ở trong sơ thiền. Nhưng mà sơ thiền thì nó có năm chi của nó, tập tứ nhĩ lạc. Cái lại thì mình không có ở trong năm chi thiền này, tức là tâm không dính mắc trong năm chi thiền này, thì mình lìa cái sơ thiền thì mình ở vào bất động tâm. Mà bất động tâm thì nó là vô tướng tâm, tại vì nó không có cái ba cái tướng lậu hoặc của nó là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, cho nên gọi là vô tướng tâm định. Cho nên vì vậy mà chúng ta ngay đó mà vô tướng tâm định, tức là niết bàn, nó không còn dục nữa, tức là ái dục nó đã bị diệt, nó đã bị ly ra hết rồi. Tuy là nó chưa diệt, nó ly ra rồi, nó không còn làm cho chúng ta ham muốn nữa. Và do đó vì vậy mà đó là cái trạng thái niết bàn. Vì vậy mà khi mà muốn đi vào cái con đường này á, con đường này để đi vào cái định mà sơ thiền này á, thì không phải ngay từ cái sơ thiền mà chúng ta ly dục cái ác pháp mà chúng ta nhập được nó, mà chúng ta phải đi từ giới. Bởi vì giới luật nó sẽ cộng với cái sự hiểu biết của mình, gọi là trí tuệ. Vì vậy mà Đức Phật xác định trong cái bài kinh Sonada đó, thì Đức Phật có xác định trí tuệ và giới luật. Trí tuệ ở đâu thì giới luật ở đó, mà giới luật ở đâu thì trí tuệ ở đó. Trí tuệ làm thanh tịnh giới luật, mà giới luật làm thanh tịnh trí tuệ. Do đó trí tuệ cộng với giới luật nó là minh. Nếu mà cái người mà tu mà phạm giới á, thì cái người đó có trí mà không có giới luật á, tức là không có đạo đức á, không có đức á, thì cái người đó là vô minh chứ không phải. Dù là người đó hiểu biết rất là cái gì cũng rõ, nhưng mà thiếu giới luật, phạm giới luật, thì người đó không được gọi là minh. Cho nên khi mà mình hai cái sự hiểu biết của mình cộng với cái hiểu biết trong cái giới luật, nó làm cho các pháp ác nó bị ly ra, cái lòng tham muốn của mình lìa ra, thì cái đó gọi là giới luật. Cho nên vì vậy mà giới luật nó giúp cho chúng ta hoàn toàn khép chặt mình ở trong cái ly dục ly ác pháp. Vì vậy mà chúng ta đi vào cái ngõ giới mà chúng ta vào, vì vậy mà giới trí tuệ. Cho nên giới sinh định, từ giới nó mới sinh định, chứ không phải mình tu thiền định mà có định. Cho nên mình phải tu từ cái giới. Bắt đầu giới thì nó có giới cấm, nó có giới đức, giới hành, giới hạnh. À, do thực hiện ở trong giới thì nó sẽ giúp cho thân tâm mình, ví dụ cái ám ám thanh tịnh. Vì vậy mà nó đưa mình đi đến chỗ thiền định, chỗ định. Vì vậy mà cái định đầu tiên của nó là cái thiền định đầu tiên của nó là cái sơ thiền. Cho nên mình tu coi như là mình không có ngồi thiền, không có gì hết, mà hàng ngày mình tiếp xúc với mọi người, tức là tiếp xúc với mọi ác pháp mà tâm mình bất động, thì lúc bây giờ đó là mình có thiền định rồi. Còn không, mình ngồi đây mình ức chế cái tâm mình không vọng tưởng, nhưng mình hồi đó thì nó không, nó yên lặng, nó rất tốt đó. Nhưng mà trả tiền ra đụng kiện thì tâm mình nó sân, nó phiền não, nó đủ thứ mà nó không hết. Thì như vậy rõ ràng là mình bị ức chế tâm, chứ thật sự là mình không phải là mình tu cái đúng cái thiền của Phật. Còn thiền của Phật ngay được biết các pháp xung quanh mình, ngay mọi người, người ta khen, người ta chê, người ta chửi mắng mạ nhục, người ta nói nặng, nói nhẹ, nó đủ thứ hết.
mà mình vẫn thản nhiên, thì cái thiền của Phật đó là gọi là thiền khác khác gì khác, mà cái thiền đó gọi là sự thiền. Cho nên chúng ta dùng ý thức, dùng cái giới luật, chúng ta đi vào cái nẻo này thì chúng ta đạt được cái thiền định đấy. Còn nếu mà chúng ta không khéo thì chúng ta bị ức chế rồi chúng ta không có thiền định. Ở thì hôm nay các con nghe thầy nói cái thiền định đơn giản, đâu có cần gì phải ngồi thiền, hàng ngày người ta chửi được giận là mình có thiền định rồi đó, phải không? Người ta nói nặng mình không giận, người ta khen mình không mừng. Chứ nhiều khi người ta khen mình cái mình mừng, mình thấy cái người đó dễ thương, họ khen mình cái mình thấy dễ thương, mà giữ mình thấy ghét, thì cái điều đó là mình bị dị động rồi đó. Cho nên thiền định hàng ngày sống chung với mọi người mà mình biết mình có thiền, mình có thiền, người ta chửi mình không giận, tức mình có thiền rồi đó. Thiền là do cái tâm không giận chứ đâu phải là do cái tâm hết vọng tưởng. Cho nên mình có vọng tưởng, mình có nghĩ cái này nghĩ kia, mình nghĩ thiền mà mình nghĩ cái gì nó cũng lợi ích cho mọi người hết, đâu có hại ai đâu mà mình sợ. Cho nên mình cứ nghĩ chứ đâu phải là mình nhập định như cây đá đâu, nó đâu có biết nghĩ nữa. Còn mình ngồi đây bây giờ mình không có cho nghĩ ngợi gì hết, hoàn toàn yên lặng quá, thì có đương nhiên là mình trở thành cây đá mất. Mặc dù mình biết đây nhưng mà biết mà không dám nghĩ gì hết thì coi như là như cây đá cái gì, thì cái đó nó đưa mình đi. Nhưng mà làm sao mà mọi các pháp nó động mà tâm mình không động, đó là gì? Đó là cái chỗ mà mình vào để mình thực hiện được cái tâm thanh tịnh. Mà khi cái tâm thanh tịnh rồi đó thì cái năng lực của tâm thanh tịnh rồi nó di diệu, cái tâm mình nó hết tham đi rồi thì nó có cái năng lực thanh tịnh đó. Cho nên Đức Phật nói tâm định tịnh nhu biến dễ sử dụng. Khi tâm mà nó thanh tịnh rồi thì nó dễ sử dụng lắm. Nó dễ sử dụng là vì nó muốn cái gì thì nó sẽ làm được cái đó. Ví dụ như bây giờ muốn nhập cái định nào đó thì nó sẽ nhập ngay cái định đó. Ví dụ như muốn nhập vào cái định tứ thiền thì cái định tứ thiền nó xác định cho chúng ta biết là nó phải tịnh chỉ hơi thở. Mà tịnh chỉ hơi thở thì tức là nó ly, nó xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh. Tức là nó ngưng các hoạt động ở trong thân của nó thì nó mới xả được cái thọ của nó. Do đó nó cái lạc thì nó cũng do thọ, mà cái khổ nó cũng do thọ. Rồi cái đối tượng mà cái tâm thanh tịnh của chúng ta nó cũng là nó có sự hoạt động thì nó còn thấy cái đối tượng đó. Mà khi cái hành trong thân của chúng ta hoàn toàn nó không hoạt động thì cái hành trong thân của chúng ta thì cái hơi thở là dễ dàng chúng ta nhìn thấy. Do đó khi mà muốn nhập cái tứ thiền thì chỉ có cái tâm thanh tịnh này á, nó mới tịnh chỉ được hơi thở, chứ không phải chúng ta ngồi mà thở mà nó tịnh chỉ được. Nó đặc biệt như vậy. Cho nên cái năng lực của cái tâm của mình như vậy, Đức Phật gọi là niệm lực. Cho nên trong kinh mà tứ niệm xứ thì Đức Phật cũng xác định cho chúng ta, trong kinh ngũ lực Đức Phật xác định là cái niệm lực đó nó xác định cho chúng ta là tứ niệm xứ. Còn ở trong bát chánh đạo thì nó xác định cho chúng ta biết chánh niệm đó là tứ niệm xứ. Như vậy rõ ràng là cái niệm lực từ cái chỗ tứ niệm xứ, từ chỗ chánh niệm mà chúng ta tu tập nó có được cái niệm lực. Nó có được cái niệm lực đó tức là cái tâm lực của chúng ta đó. Cái niệm lực là cái tâm lực của mình đó. Thì mình muốn hơi thở ngưng thì nó ngưng. Còn cái tâm lực mình là chưa có thì mình muốn không ngưng đâu. Cho nên mình tu thiền mà đến cái tâm mình không tham đi si thì nó có lực. Mà tâm mình còn tham đi si dù một chút đi nữa nó cũng có lực, mình bảo nó không ngưng. Cho nên cái thời gian quá khứ cả mấy ngàn năm, từ cái ngày mà Đức Phật tịnh tới giờ là 2545 năm. Cái thời gian nó dài vậy. Thế mà cái người mà cái tâm lực nó có, nó dẫn cái tâm của nó đi vào trong cái gì, trở về quá khứ cách đây 2700 năm, nó sẽ gặp Phật, nó sẽ được nghe Đức Phật thuyết giảng. Nó đặc biệt như vậy. Còn bây giờ chúng ta dẫn cái tâm chúng ta cách cái giác người kia ở kia chúng ta không thấy rồi. Còn khi mà chúng ta dẫn cái tâm chúng ta được, cái thời gian thì cái không gian nó không có, chúng ta sẽ thấy hình ảnh Phật thật sự. Nghĩa là bây giờ ông Phật đã mất lâu rồi, nhưng mà bây giờ mình đã được dẫn được cái túc mạng minh của mình dẫn được cái tâm mình về quá khứ như vậy đó, thì mình gặp lại ngay ông Phật, cái hình ảnh ông Phật khổ mà mình biết, chứ không phải như cái tượng Phật bây giờ mình đã tưởng tượng ra, mình đã đúc như vậy hoặc là người ta tạo như vậy. Cho nên mình muốn thấy được Phật thì mình phải thực hiện được cái thiền mà trả tâm này. Thì khi cái thiền mà trả tâm này được rồi thì coi như là mình cái tâm mình nó không còn tham sân rồi, thì nó thực sự nó giúp cho chúng ta thấy được cái hình ảnh của một cái người ơn lớn của chúng ta, tức là Đức Phật, Đức Phật Thích Ca. Còn bây giờ cái hình ảnh mà chúng ta thấy người ta vẽ, người ta đúc, người ta tạc hoặc người ta điêu khắc, những hình ảnh đó là tưởng tượng ra chứ không phải đúng. Cho nên có một người cư sĩ ở ngoài Phan Rang, họ Phú Yên, họ đem vào hai cái hình ảnh. Một cái hình ảnh đó, họ nói rằng những người mà khảo cổ, họ nói rằng cái ông Phú Lâu Na ngày xưa ông vẽ là cái hình ảnh của Đức Phật. Rồi một cái hình ảnh thì người ta nói cái vị tu sĩ nào đó
họ đã vẽ lại ở trong cái ký ức của họ cái hình ảnh đó lại. Khi họ gặp Phật thì cái người đó họ mang hai cái hình ảnh đó họ đến hỏi xin thầy xác nhận coi phải hai hình ảnh này giống không. Một cái hình ảnh thì râu thồn sàm dữ tợn, còn hình ảnh thì cũng người Ấn Độ, toàn là người Ấn Độ, mà cái hình ảnh thì cái mặt dai vậy. Thì hỏi thầy coi nó có đúng không. Thầy nói ông Phú Lâu Na và cái gì tu sĩ nào mà vẽ lại hai hình ảnh này đều là ở trong cái thế giới tưởng, nó không phải đó. Bởi vì thầy chưa từng nghe ông Phú Lâu Na là một quả sĩ bao giờ. Thế mà ở trong này người ta tưởng là người ta nói ông Phú Lâu Na đã là do cái tài của mình mà vẽ Đức Phật cái hình ảnh này. Cho nên thầy thấy khi mà nhìn lại thì thấy trong khi mà mình trở về với Túc Mạng Minh để gặp lại Đức Phật đó, cái hình ảnh này nó giống. Cho nên thầy xác định người ta chỉ tưởng tượng. Cho nên tất cả những cái này thật sự ra thì từ cái sơ thiền mà chúng ta đi vào để mà chúng ta thực hiện được những cái gì mà chúng ta muốn. Cho nên ví dụ như ý thức mình muốn được cái gì đó thì nó làm được cái ấy, thì chúng ta hãy thực hiện ngay đúng con đường của Phật dạy. Vì đó là cái kinh nghiệm của Đức Phật. Rồi bây giờ tới cái kinh nghiệm của các vị Thánh Tăng, Thánh Ni, đệ tử của Đức Phật. Rồi bây giờ qua cái kinh nghiệm của Thầy dạy thì quý Phật tử thấy Thầy dạy có sai cái đường thiền định của Đạo Phật. Đức Phật bảo ngăn áo diệt ác, Thầy cũng dạy ngăn áo diệt ác để đi vào thiền định. Rồi Đức Phật dạy chư ác mặt tác xuất hiện phụng hành tự tịch tỉ, nghĩa là các pháp ác không nên làm, nên làm các pháp thiện thì tự tâm ý của mình nó sẽ thanh tịnh. Còn bây giờ mình muốn ngang xương tâm mình còn tham sân si mà muốn nó thanh tịnh thì không thể thanh tịnh được. Cho nên bây giờ mình ví dụ như mình ngồi mình giữ cái tâm mình niệm Phật, hoặc là mình giữ tâm mình đừng có cho vọng tưởng bằng cách này bằng cách khác, mà không có lo giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì cái tâm nó chưa thanh tịnh. Vì giới luật nó còn phạm thì nó làm sao nó thanh tịnh được. Cho nên mình lấy giới để mình kia vào một cái lộ trình, mình thấy cái tâm mình còn phạm, đây là còn ác pháp rồi, hãy giữ gìn cái giới cho thanh tịnh. Mà càng giữ gìn thanh tịnh thì cái tâm nó lại đi tham sân si. Bởi vì cái giới luật nó xác định được cái tâm của mình đi gì đó. Cho nên lấy giới mà làm cái đường đi vào. Cho nên Đức Phật nói giới luật là thầy của mình, nó sẽ dẫn đường mình đi vào đúng đường. Cho nên khi mà tu xong giới thì nó có định rồi. Mà nó có định rồi thì tất cả sau này các định khác thì nó nhập dễ dàng rồi, cho đến tam minh cũng không còn. Đó là cái hướng đi của Đạo Phật, nó cụ thể ra đây. Nhưng cái vào sơ thiền, cái giới luật thì thấy hầu hết là cư sĩ đã thọ năm giới rồi mà quý cư sĩ có con thấy giữ đỡ nổi không? Nó còn phạm lên khoảng xuống, nghĩa là coi như có năm giới mà té lên té xuống. Rồi một vị tỳ kheo là 250 giới nè, rồi một vị tỳ kheo ni là 348 giới nè. Thử hỏi nó nhiều quá rồi quý vị coi như lộn cộn ở trên cái đống giới đó mà cứ nó rối ren không, chứ không ai mà thành tịnh giới được. Nó có một chút xíu đó thôi à, một đống giới vậy chứ nó là một đống thiền pháp đó, một đống đạo đức đó, thánh đức đó. Thôi đây nói như thế này mình thấy rõ nè, tại sao một tu sĩ, một thánh tăng người ta lại ăn hàng bữa, sao người ta không ăn ba bữa như bà cô? Tại vì thánh mà ăn nhiều quá là còn tham sao? Cho nên mình ăn hàng bữa, ăn như thầy, các con thấy thầy ăn hai bát cơm là cùng. Một miếng đồ ăn là thôi, nhưng mà nó có chết đâu. Bảy mấy tuổi như thầy, thấy chất con khỏe khoắn như tờ thường, đâu có đau ốm gì đâu. Nhưng mà người ta cứ nói thầy đau, chứ giờ thầy thấy thầy không có đau vậy nhé. Đúng là thầy không có đau gì hết. Nhưng mà ví dụ như thầy nói chuyện nhiều, nó hao cái khí lực của thầy. Thì lúc bây giờ cái sức đề kháng phổi của thầy nó không đủ khi gặp trời nước lạnh, hoặc nó bị mưa gió nhiều, chỉ hoặc thầy phải ho một vài ba tiếng ho. Rồi thầy nghỉ ngơi thì phục hồi lại thì nó cũng hết. Cho nên đối với thầy thì mình rất là học thường, rất là dễ. Tại vì mình dùng cái khí lực, dùng cái năng lực mình làm gì thì nó phải hao cái sức của mình. Cho nên hôm nay ví dụ như thầy gặp quý Phật tử thì nói chuyện nhiều thì thầy thấy nào thầy cũng bị ho, thầy cũng biết vậy. Mà nếu mà thầy không nói nhiều thì thầy đến được thầy. Nếu mà thầy không cần uống thuốc đâu. Tại vì thầy biết thầy giữ dịch được cái cơ thể thì phục hồi được cái sức đề kháng của cơ thể của mình. Cho nên do cái sự tâm thanh tịnh của mình nó giúp cho mình rất nhiều việc. Khi mà nó thanh tịnh rồi, thầy nói ví dụ như cái tai mình nó có thọ nó đau nhất cái gì, mà cái tâm nó thanh tịnh rồi nó bảo cái thọ là vô thường, ra khỏi cái thân ngũ uẩn, rời khỏi cái thân này, thì ngay đó cái tâm nó bất động, nó không lo cái đau nhất này, nó không cần uống thuốc. Nhưng mà cái tai đau nó mới đau. Cái năng lực của tâm của mình nó như vậy, mà chỉ vì mình không tu tập nó uổng. Một cái tâm mình cứ tham sân si mà mình nhắc tâm không có tham si như cục đất đi, hằng ngày mình nhắc
cái chừng nó đụng chuyện cái bắt đầu nó nhớ tâm đi cũng đất thôi. Ngài đó đã là tâm thân của mình, nó giảm xuống liền chút. Nó cái pháp nó hồn ít lợi cho đời sống mình như vậy, nó lợi ích, nó làm cho tâm hồn mình nó bất động, nó yên ổn, thanh thản, an lạc. Nhưng mà biết gì mình không có thì giờ nỗ lực để mình dùng, mình hay quên nhớ, cho nên mình nhắc nhở tâm nhiều thì tức là nó sẽ có cái lực của nó trong đó, mà nó chống lại những cái ác pháp, nó làm cái tâm mình không có buồn khổ. Đó là cách tu theo đạo Phật, chứ không phải là cần ngồi thiền, cần niệm Phật, cần mình tụng kinh nhiều, mà cần mình nhớ nhắc cái tâm mình đi. Ngài nhớ làm bất kỳ cái việc gì nhớ nhắc tâm, rồi mỗi có cái ác pháp đến thì mình cố gắng mình giết, đừng có để lâu, để kéo dài mình giận 1-2 giờ đồng hồ, 1-2 ngày, đừng có để dài như vậy. Như vậy là mình vô minh, cho nên như vậy mình cố gắng thắng được ác pháp. Đầu tiên mình tu nội nhiêu đó, rồi sau này mình có tiếp tục nữa thì có cái người kinh nghiệm người ta dạy tiếp tục, chứ mình đừng có sợ rằng mình không có ngồi thiền được. Phải mình hãy ngăn ác diệt ác, sống trong thiện pháp đó đã, sống hàng ngày trong cái cảnh mà nó làm cho mình được vui mà mọi người khác cũng đều vui hết. Lúc bây giờ mình thấy nó hạnh phúc vô cùng rồi. Nhưng mà mình con đường đi thì mình còn đi tới nữa, chứ không phải là nhiêu đó mình tự mãn, mình bằng lòng giữ cái sự an vui đó là mình còn đi tới. Đến khi nào mà mình làm chủ được sự sống chết của mình và mình biết được mình trở về thật sự là khi mình bỏ thân này mình có chỗ, đó là mình biết được mình về. Chứ còn bây giờ mình mờ mịt, giờ mang cái thân này mình không biết mình làm chủ sao nè. Giờ nó lỡ nè, nó bán thân nè, nó nằm đó nè, con cái phải đổ cứt đổ đái nè, giặt quần giặt áo nè, rồi tắm rửa cho mình nè. Mình thấy mình sống nằm đây cực khổ cho con cái, mà muốn chết nó không chịu chết, nó cứ nằm đó nó thở, rồi nó khổ sở nó chịu. Thế rồi mà mình không biết cách nào mình làm chủ để cho mình chết được, cho nó yên cái thân, thì rõ ràng là mình tu rồi cuối cùng mình chịu khổ. Nó thì do gì vậy đó, phải nghĩ cái thân của mình là không vô thường, cái thân bệnh đau, cái ổ bệnh phải làm chủ trước khi mình chết, trước khi mà mình bỏ thân này mình phải làm chủ nó. Vậy thì mình cứ đường đi mình phải đi tới, chứ không khéo bây giờ bữa nay đó mình còn sống này, ngày mai mình chết thì sao, mà mình chết mình chưa làm xong được, trời sao mình biết mình được làm người nữa không. Chứ Phật đã nói được thân người là khó chứ đâu phải dễ, mà được chánh pháp còn khó hơn. Bây giờ tà pháp thì biết gì, thiền sức hồn hoặc là tu thì là cái phương pháp này phương pháp khác thì thiếu gì, nhưng mà biết mình có mai mình được đúng cái chánh pháp của Phật là tu đi từ cái chỗ mà ngã hát gì đó không. Hôm nay thì các con ví dụ như các con có đọc sách thầy thì các con nghe thầy nói ngăn ác gì đó nhiều. Có nhiều người bây giờ nghe nói ngăn ác gì đó họ chọc chẳng biết gì hết, họ biết thiền này thì kia đủ thứ đó, họ nói mật tâm, họ nói tụng kinh pháp hoa rồi thì họ rành lắm, họ nói giỏi, nhưng mà cuối cùng mà nói gì mà thiền ngăn ác gì hết, mà họ cũng không biết nó là thiền nữa chứ không phải là nói. Nói cho nên thì vậy mà các con thấy là cái cuối đường mà được chánh pháp cũng không dễ. Thôi bây giờ thầy nói với cái người mà biết Phật pháp mà nội tà pháp không thì nội cái châu đốc mình đấy bao nhiêu người, phải không? Rồi bây giờ biết được chánh pháp á thì còn bao nhiêu người, rõ ràng quá. Cho nên vì vậy mà mình biết là xung quanh mình còn biết bao nhiêu người khổ đau, còn biết bao nhiêu người khổ đau chưa có hiểu được. Người ta đi theo tôn giáo này, người ta theo tôn giáo này, nhưng mà mỗi tôn giáo nó dẫn mình có một đoạn đường của chích à. Mà cái đoạn đường đó, ví dụ như bây giờ làm việc từ thiện, nó làm việc từ thiện thì mình sẽ xác được cõi cực lạc hay cõi thiên đàng hay cõi gì đấy, để cho mình hy vọng cái điều đó. Rồi mình cố gắng mình làm, mình giúp đỡ người bất hạnh, điều đó điều tốt. Nhưng mà sự thật ra nó cũng chưa hẳn là nó giải quyết cho mình lên cõi cực lạc, nó đâu được. Cái điều đó chỉ là cái phần hữu lậu mà. Nếu mình cố thí nhiều thì sau này mình trở thành như già giàu đi, thì nhà giàu nó cũng khổ chứ đâu phải nhà giàu nó không khổ đâu. Mình có nhiều là người thợ, cái người giúp việc mình đi, nhưng mà điều kiện là những người đó là những người nhân quả tai nợ ngày xưa mình bố thí cho họ ăn của mình, chứ gì bây giờ họ trở thành lính thành tráng, thành những người tôi tớ trong nhà của mình, những người thợ làm giết tay sai của mình chứ gì. Nhưng mà ngày xưa là họ ăn của mình bố thí họ, bây giờ họ trở thành những người tay sai của mình. Thì như vậy rõ ràng là nếu mà trong cái sự làm chủ như vậy mình có sung sướng không? Bây giờ mình làm ăn cái nhà máy mình có thất nghiệp nè, nó không tiền trả lương cho công nhân nè, mình thấy có khổ không? Rồi trong cái thương trường mà kinh tế như thế này, mọi mặt mình phải làm sao mình giữ được cái giá của cái vật mà mình sản xuất ra được. Nó cả một vấn đề đòi hỏi cái người chủ rất là
Thầy nói ngay cả là vua cũng chưa xứng nữa. Huống hồ là làm cái người nhà giàu, đâu có xứng trước đâu. À, ví dụ như thầy nói bây giờ tất cả nhà như cái nhà của mấy con đang ở này, đâu có sung sướng đâu, vừa chúng mấy con phải quét chứ, để vô sao được, nó sạch quá mà như thế này để vô ai có được. Nhưng cuối cùng các con nghĩ sao? Mình trở thành nô lệ cho cái nhà mình chứ gì, phải không? Mình tối tớ nó nè, nó sai mình ghê quá. Từ mình thấy là người ta khen họ, cái ông bà này có cái nhà hẹp vậy, nhưng mà nó biến mình trở thành nô lệ cho nó mấy con. Còn như thầy có cái nhà trong dính đất này, thầy nó vừa kể là tôi vậy, bởi vì nó xấu rồi, nó đâu làm gì đấy. Cho nên cuối cùng thầy làm người lập chủ, chứ thầy không phải là người tu cỡ. Phải không? Đó là cái người tu, người ta có tư duy như vậy. Nhưng mà người đời mà con nghĩ điều đó, trời ơi, vợ chồng thằng nói gì đây, làm ăn bây giờ cái nhà tranh nó cũng còn cái nhà tranh, thì nó không lên xuống ai ấy. Rồi nghe nó sao nó có chịu phải không? Đời nó phải khác, không còn đạo đạo vậy. Thầy mới nói vậy, thà là mình làm nô lệ nó, nhưng mà người ta không dám khi mình. Chứ còn mình không chịu nô lệ nó, người ta khi mình lớn. Nó khổ lắm, cuộc đời nó khổ lắm. Nên vì vậy mình khoác áo, chiếc áo tu sĩ, mà mình tu đúng rồi mình thấy nó vậy, nhẹ nhàng, nó không có bị trói buộc gì thế gian. Chứ còn con mấy con ở ngoài thế gian mà con nghĩ như thầy là con sống với họ không nổi. Không, thầy nói thật mà. Cho nên cuộc đời nó khổ như vậy. Vì vậy mà khi mà các con làm cái người còn ở thế gian, các con phải tu những cái cấp độ, cái mức độ của thế gian để cho tâm hồn của mình, để cho cái đối xử nhau ở trong gia đình của mình, cái vợ chồng, con cái phải đối xử như thế nào để đem lại cái hạnh phúc cho nhau. Chứ không khéo mình hiểu lầm một chút là mình đã đem cái sự khổ cho nhau. Cho nên cái đạo đức rất cần thiết, phải học nhiều cái đạo đức để mình biết được cái nhân quả của hành động mình vô tình. Nói trong lời nói làm cho người khác buồn, hay là chồng là con mình buồn, hay hoặc là vợ con mình buồn, điều đó là điều không tốt, đó là làm cho người ta khổ. Từ đó chúng ta phải học những cái đạo đức của đạo Phật. Gì đạo đức của đạo Phật? Nó xây dựng trên cái nền tảng đạo đức nhân bản, không làm của mình của người. Mà cái đạo đức nhân bản của đạo Phật mà không học thì thấy uổng quá. Mà nó rất hay, tại vì cái đạo đức nó dạy mình không làm của mình của người, chứ không có ảnh hưởng ai hết. Mình không làm khổ người ta mà lại mình không làm của mình. Cho nên những cái đạo đức của mình là học mình hàng ngày, mình thấy cái hành động của mình, từ cái suy tư của mình nó không có hại ai hết thì mình suy tư, còn có hại nhất định. Đó, hôm nay thì đơn giản thầy nói để cho các con biết được con đường thiền định của mình, để đi vào cái ngã ngăn ác gì đó, bắt đầu thực hiện nó là phải bằng những cái giới đức, cái giới luân của Phật đã dạy chứ. Cho nên càng giữ gìn giới được bao nhiêu thì cái tâm mình nó ly ác pháp, ly cái độc hại. Còn mình giữ gìn giới được lỏng lẻo thì nó không bao giờ ly, nó bị ức chế. Rồi bây giờ mấy con có hỏi gì không? Thấy nghe thầy nói đơn giản quá, tánh sao vẫn tu được, chứ đâu phải cần cái mặc áo thầy mới tu đâu. Đâu cần phải chiều mấy con thắp hương rồi lại được tu đâu, đâu có cao hơn. Người ta chửi mình đừng có giận, mà mình giận là ác pháp thì ngay đó là mình tu chứ gì. Đóng là tu được lắm. Đơn giản quá, đơn giản. Giải thoát ngay liền chứ đâu có cần gì mà phải lâu đâu. Đâu cần tu đợi mình chết mình mới lên cực lạc mới là được giải thoát đâu. Ngay cuộc sống của mình hàng ngày từng tâm niệm là có giải thoát ở trong đó rồi. Tu như vậy nó giản dị, nó đơn giản đó.